Xin chào cả nhà nha. Xin đi trở lại với mọi người và lời nói đầu tiên là chúc cả nhà luôn an lành hạnh phúc. Hôm nay thì xin đi chợ và xin đi cũng có một cái chút xíu cái niềm vui nhỏ nhỏ mà muốn chia sẻ đến cả nhà. Thì hôm nay thì đi chợ thì thấy có nhiều cái món mà phải nói là mình bắt gặp ở đâu đó ở quê nhà của mình và lâu lắm rồi mình không có được thưởng thức, thì bây giờ mình gặp lại nó và mình cảm thấy một chút gì đó nó lưu luyến, một chút gì đó nó vui vui. Thì Cindy xin được chia sẻ cái niềm vui đó đến mọi người. Cái đầu tiên thì Cindy muốn chia sẻ với mọi người về cái bánh trung thu. Khi mà chúng ta thấy xuất hiện ở ngoài chợ những cái bánh trung thu như vậy thì chúng ta lại thấy một cái ngày rằm trung thu nó sắp đến. Bên đây thì người ta bán sớm bởi vì người ta chủ yếu vào cái chuyện người mua để đem đi biếu đó mọi người, cho nên là nếu mà bán cận kề quá thì ở chợ người ta lấy hàng về á thì người ta sợ là nó không kịp để cho người mua và cái lượng bán không có được nhiều. Nên thông thường những cái tháng mà vào cái tháng 8 của Tết Tây này của dương lịch đó là họ đã xuất hiện bán bánh trung thu. Thì ở bên Mỹ này không đợi cho tới rằm trung thu mới có bánh trung thu nha mọi người. Hầu như những cái tiệm mà giống như là Cindy hay vào mua những cái món ăn vặt vãnh mà bữa Cindy có giới thiệu với mọi người đó. Sorry. Thì xin đi thấy họ ra lò bánh trung thu mỗi ngày nha mọi người. Nhưng mà đại trà thì bước vào cái tháng 8 dương lịch là ở chợ họ bán rồi. Và một trong những cái nem hiệu bánh trung thu và 5 kali này cũng được mọi người rất là chuộng và giá thành thì nó tương đối popular và cũng không mắc lắm. Thì ở đây có nhiều loại đó mọi người. Sáng nay thì Cindy không có quay, nhưng mà bánh trung thu của Hồng Kông có, bánh trung thu của Đài Loan có. Rồi thậm chí là bánh trung thu Việt Nam nhập qua cũng có. Và bánh trung thu này là bánh trung thu được làm ở dưới Nam Cali nha mọi người. Và đặc biệt năm nay thì nó có thêm cái vị là sầu riêng tươi. Nhưng mà Cindy thì không mua cái vị đó. Bởi vì Cindy biết tánh của hot boy ở nhà chỉ một là ăn đậu xanh không trứng, hai là hạt sen không trứng và ba là bánh dừa. Thì ngày hôm nay Cindy có kiếm cái loại bánh mà nó không có trứng. Hấp bao không có chịu trứng thì rất tiếc là không có, và cái nào tệ lắm thì cũng là bánh trung thu một trứng mọi người. Chắc có lẽ vì cái giá thành của cái bánh trung thu mà nó không có trứng nó rẻ quá cho nên người ta không có làm. Thì chút xíu nữa xin chị sẽ review bánh trung thu ở trong cho mọi người xem nha. Thì cái này hàng năm thì Cindy hay mua cho Hotboy ăn một hộp hai hộp gì đó, chứ không có nhằm mục đích biếu sáng ai hết. Bởi vì ở đây bánh trung thu cũng là một trong những cái mặt hàng mà người ta hạn chế ăn. Bây giờ nếu mà mình có biếu bánh trung thu cho người ta đó thì người ta cắt một cái bánh ra cũng phải làm 4, làm 5, làm 6 gì đó để chia cho mỗi người góc à, chứ người ta không có ăn nhiều. Cho nên là ngày xưa thì mẹ của Cindy còn sống đó, thì cũng mua biếu bà, người ta gọi là cái lễ nghĩa. Nhưng mà ở đây thì nói chung cái vấn đề mà lương bổng ai ta cũng cao đó mọi người, cho nên cái chuyện mà ăn uống đối với họ là nó bình thường lắm. Bình thường họ cũng có thể họ mua những cái mặt hàng này nó không quý giá gì, cho nên là cũng không nhất thiết là phải mua biếu qua biếu lại. Cho nên là cứ tới những cái dịp mà Tết Trung Thu thì để nhớ cái ngày đó thì xin thị thường mua một hai hộp cho hot boy ăn. Thì dạo này có bánh bía rồi nhưng mà Cindy cứ vẫn mua mua để cho nó được một chút gì cái lưu luyến quê nhà, những cái tập tục của Á Châu mình. Để chút xíu nữa rồi Cindy sẽ mở ra nhìn cái mẫu mã rất đẹp ha mọi người ha. Và cái
Cái vui thứ hai của Cindy là hôm nay Cindy phát hiện chợ nó bán trà Dr. Thanh mọi người. Thì cái trà này thì nếu mà ai ở Việt Nam thì thấy nó bình thường phải không, nhưng mà chuyện mà nó được xuất qua Mỹ đó là một chuyện cũng rất là vui. Thì có một chai như vậy nhà trà xanh không độ thì nó cũng bán $1.25 mọi người. Và cái chai này nó cũng bán $1.25. Thì xin đi mua về và bỏ tủ lạnh cho hot boy uống chơi. Thì để cho hot boy nhớ là cái hương vị Dr. Thanh ở Việt Nam. Cái mặt hàng Dr. Thanh này nó được qua Mỹ á, và nó cũng quảng bá dữ dội lắm mọi người. Nếu mà mọi người có xem cái chương trình Thúy Nga Paris đó thì tổng công ty là giám đốc đã từng qua dự và chắc cũng là Mạnh Thường Quân nhiều lần ở trong những cái show của Thúy Nga. Thì cái chuyện mà bây giờ hàng hóa của người ta xuất qua Mỹ là một chuyện bình thường mọi người. Có thời gian thì Dr. Thanh cũng bị tẩy chay đó, nhưng mà sau này rồi cái sự ồn ào gì nó cũng có một thời gian nó lắng dịu, và bây giờ thì xin thì thấy nó trở lại bình thường. Thì xin thì cũng đã từng khi về Việt Nam cũng có kêu mấy cái chai này uống, thì rõ ràng là cái độ ngọt nó không có nhiều lắm, và ướp lạnh thì nó vẫn giữ được, nhất là cái chai đỏ này nè, vẫn giữ được cái mùi hương vị giống như mùi thuốc bắc đó, mùi trà, thì giải khát cũng được. Cho nên Cindy thấy vui vui và cũng mừng mừng cho cái sản phẩm của Việt Nam nó được có mặt trên thị trường của Mỹ. Cái thứ tư nữa, cái chả giò tôm ăn liền này nè mọi người. Thì cái mặt hàng này nó mới có đây mọi người. Hồi trước thì Cindy có mua một vài lần và gửi cho con gái của Cindy. Cindy không thử bao giờ, nhưng mà sau khi con gái của Cindy ăn á, thì cháu nói cháu thích. Và ông xã của Cindy thỉnh thoảng mà kẹt mồi nhậu á mọi người, thì ông xã muốn cái này nó ready to eat, sẵn sàng cho cái chuyện ăn ha. Mini stream egg. Thì ông xã Cindy ăn thì có bữa thì hết rồi, ông xã Cindy cũng có hỏi là còn không. Cho nên Cindy nghĩ là chắc ăn được. Chắc ăn được cho nên Cindy mua. Thì ở bên này nó bán cái bọc này là 3.99 mọi người. Cái trọng lượng của nó có chỉ 114g thôi. Ở trong nó có những cái chả giò nhỏ nhỏ, mình sẽ nghĩ không có nhân bao nhiêu đâu, chút xíu nhân à, nhưng mà ăn nó cũng ngộ ngộ, cũng vui vui. Thì đây là một cái mặt hàng cũng của Việt Nam mình, cho nên là xin thì cũng cảm thấy thích thích mua để ủng hộ. Thành phần nó cũng có tiếng Anh và tiếng Việt, ăn cũng được. Xin thì chưa ăn bao giờ nha mọi người, nhưng mà thấy con sinh lì á, có lần sinh lì gửi lên cho cháu nó 2 bịch, và khi sinh lì hỏi những cái mặt hàng khác ăn được không thì nó nói gớp mẹ, và trong đó nó có vẻ thích cái này. Thì cho nên là hôm nay sinh lì mua lại trong xã, thì sinh lì cũng review cho mọi người coi cho vui. Và cái bịch này mọi người nhớ không, original đó, cái thằng snack này ngày xưa ở Việt Nam là con bé gái nhà của Cindy nó mê lắm. Nướng, cái này nướng nha bác. Thì là ông xã Cindy hay mua cho nó, và bán đi một thời gian 10 mấy năm qua Mỹ. Thì không thấy, có một lần đi chợ ở trên Atlanta đó, và thấy lại thì con bé nó mừng lắm. Nó mừng theo cái kiểu mà không phải là thèm ăn thức uống gì, nhưng mà nó mừng theo cái kiểu cái tuổi thơ của nó đó mọi người. Nó thấy được cái bịch chip này. Thì cái bịch chip này bán 2.99, gần 3 đồng. Thì nó cũng được, để xin đi coi cái trọng lượng, rõ ràng là cái nước này nó có làm trọng lượng. Thì 2.99 thì xin đi một lần, nghe là xin đi cũng mua 5 bịch 6 bịch. Cái này thì ông xã xin đi thích nè, bởi vì bây giờ lớn tuổi rồi, ông 60 tuổi, răng cỏ cái lợi nó cũng bắt đầu ăn những cái, ngày xưa Him là cái người ăn đậu phụng da giòn, ăn bánh tráng giòn, ăn những cái đậu tóp mỡ, những cái gì mà giòn mà cắn giòn tan thì Him mới ăn, chứ còn mà mềm mềm không phải ăn. Mà bây giờ mọi người biết sao, lợi răng nó đau rồi, những cái chip khác ở bên Mỹ này nè nó cứng quá, nó sốc vô trong 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 cái lợi nó làm đau. Cho nên khi mà mua lại cái này thì nó xốp và nó mềm và nó dễ tan ở trong miệng, cho nên là ông xã của Sinh Nhi cũng thích lắm. Và Sinh Nhi thường mua nhiều để trong nhà, với nhiều khi kẹt môi hay gì đó thì ông xã của Sinh Nhi lấy cái này nhậu với bia. Thì dần già rồi á, tất cả những cái mặt hàng như của Việt Nam mình
cũng sẽ được xuất qua Mỹ. Mỹ là một cái thị trường, một cái tiềm năng kinh tế mà khi mà chúng ta được xuất hàng qua đây thì lợi nhuận rất là cao. Thì Cindy là người Việt Nam cho nên Cindy thấy những cái gì mà có lợi cho nước Việt Nam mình thì Cindy cũng vui lắm mọi người, và cũng cầu mong rằng nước Mỹ là cũng một cái nước mà nó đòi hỏi cái sự chất lượng cao, cũng như mọi người thấy hàng tuy là made in Việt Nam, made in China gửi qua Mỹ nhưng mà cái quality ấy, cái chất lượng khi mà nhập vào Mỹ ấy, nó phải đạt cái standard, nó phải đạt cái tiêu chuẩn, chứ không phải là mình cứ thấy made in Việt Nam là mình chê. Một khi nó đã được nhập vào cái thị trường Mỹ thì dứt khoát là nó phải được kiểm nghiệm đàng hoàng. Cho nên là nếu có những cái gì mà mình đi ngoài chợ mà mình thấy made in Việt Nam thì mình là người Việt Nam mình cũng nên ủng hộ để mà nâng cao cái giá trị xuất khẩu của cái nước của mình. Thì bây giờ xin được phép review cái hộp bánh trung thu nhân dừa một trứng cho cả nhà mình cùng xem nha. Mọi người thấy cái hộp bánh đẹp không? Và cái hộp bánh ở trong cũng rất là sang. Đây là cái chỗ mà mình kéo ra cái vô cái hộp bánh nha mọi người, chứ không phải là cái hộp bánh được được mở lên nha. Đó, thì Cindy đã mở ra thì trong này nó có 4 cái. Nó có 4 cái và nó có tiếng Anh, tiếng Tàu. Giọt là trồng đỏ trứng đó mọi người. Coconut. Nha. Bánh thì Cindy biết là cũng không đến nỗi tệ. Quả bánh mỏng nhân vừa ăn, tại vì năm ngoái Cindy cũng đã từng mua bánh của bà Năm Cali rồi. Nhưng mà cái mẫu mã rõ ràng là rất sang trọng, biếu xén cũng quý phái ha mọi người. Thì để cho Cindy được phép mở ra một cái và review cho cả nhà mình xem nha. Và bây giờ là Cindy đã bỏ đôi cái bánh, thì rõ ràng như Cindy giới thiệu năm ngoái Cindy đã mua bánh của bà Năm Cali, vỏ bánh rất mỏng, trứng có độ kết dính không rời rạc, và nhân dừa họ xào như thế nào đó mà nó cái độ ngọt nó vừa phải, cái vị dừa nó giòn và nó không có bị khô mọi người. Và bánh trung thu thì một cái hình thức khi mà chúng ta mua thập cẩm, bào ngư, vi cá, lạp xưởng, đồ everything á, mình biếu là để cho cái sự sang trọng thôi, giá thành nó cao, cái hộp bánh nó có giá trị thôi. Nhưng mà thật sự á, mà có lần xin xin đi nghe hóp bò giải thích á, thì xin đi thấy cũng 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 hay là hóp bò nói mẹ ăn cái vị bánh mà nó cứ có những cái nó cứ cái mặn rồi những cái ngọt rồi có những cái giống như là vi cá thì những cái cọng giống như là nhiều khi nó cứng như là miếng mà người ta chưa có ngâm nước gì đó, ăn nhìn ăn nó có cái vị nó làm sao đó. Con khi mà con thích thưởng thưởng thức cái bánh trung thu là thường thường con thích ăn những cái gì mà nó đơn giản thôi, ví dụ như hạt sen hoặc là đậu xanh rêu hoặc là dừa hoặc là khoai môn, thì khi mẹ ăn đó, mẹ mới cảm giác được cái vị bánh đó, nó tan trong miệng, cái ngọt và cái bùi của nó, cộng với mẹ pha một ấm trà đậm nữa, mẹ cùng thưởng thức với bạn bè và gia đình, tự nhiên mẹ thấy là cái bánh trung thu nó có cái hương vị rất là đặc biệt. Mà cái Tết trung thu á, cái ngày trung thu á của người Việt Nam mình nó tương tự giống như là cái ngày Thanksgiving của Mỹ, cho nên cái ngày Thanksgiving của Mỹ là một ngày sum họp gia đình. Có thể là Christmas người ta không về, bởi vì ngày Christmas có khi là ngày của bên Thiên Chúa giáo mọi người, nhưng mà cái ngày Thanksgiving là cái ngày người ta về, người ta về người ta đoàn tụ với gia đình và người ta có những cái bữa cơm thân mật cùng với gia đình. Đó thì cái ngày Tết Trung Thu một trong những cái thuần niên của mỗi năm, nó cũng đem lại cái ánh mắt nụ cười của trẻ thơ và nó cũng đem lại cái niềm hạnh phúc trong gia đình. Tết Trung Thu là một cái Tết mà trẻ trẻ nhỏ thích thú nhất, và bên cạnh đó là những người lớn họ được ngồi uống trà ăn bánh và đàm đạo nói chuyện đời chuyện người. Ngược trở lại những cái người mà cái tuổi trung niên như Cindy á đã trải qua những thời kỳ khó khăn, bây giờ Cindy nghĩ là Cindy là một cái người ở trong một cái thời gian mà phải nói là được
hưởng thụ tất cả những cái tinh hoa tinh túy của trên thế giới. Nhưng mà đôi khi á, Sinh Nhì cũng nhớ lại những cái ngày tuổi thơ của mình. Nếu mà những người nào mà bằng tuổi của Sinh Nhì sẽ nhớ là khi mà còn nhỏ, thiếu thốn, thậm chí chúng ta không có lồng đèn. Thì bây giờ lồng đèn đủ thứ loại, điện có, pin có, lớn có, nhỏ có. Những cái thời của Sinh Nhì là những cái năm mà sau 1975, bo bo lúa mì đó mọi người, bạn bè của Sinh Nhì cũng nghèo khổ, không ai có tiền, cha mẹ cũng đầu tắt mặt tối đi làm để kiếm cơm, thì làm gì có những cái xa xỉ như lồng đèn phải không mọi người. Thì tụi Sinh Nhì cũng đã từng lấy những cái lon nhôm cắt, rồi đập bẹp xuống làm thành những cái lồng đèn. Và cũng có nhiều đứa nó không có được một cái lon sắt đó, nó đành phải lấy những cây đèn cầy, nó cắm lên những cục đá và nó đi chơi với nhau. Nhưng mà cái tuổi thơ thì hồn nhiên vô tư lắm mọi người, không có biết buồn, không có biết phiền, chỉ biết là được tụ tập với nhau, được chia với nhau những cái cây đèn cầy, những cái cây nến. Và hồi đó thì có những cái tổ mà cái phong trào mà sinh hoạt thiếu nhi, có những cái tổ mà họ đóng góp tiền xong họ mua bánh về, họ chia cho mỗi đứa một phần, hai phần, một góc nhỏ cái bánh. Tự nhiên mà lúc nào cũng vui tươi và cảm thấy hạnh phúc lắm mọi người. Bởi vì hôm nay xin đi review lại cái hộp bánh này là cũng một phần nhắc nhở là những cái người bạn cùng thời với xin đi đã trải qua nhiều cái khó khăn trong cái tuổi thơ. Có nhiều em sau này không có biết được cái thời khổ như là những cái lứa mà đẻ năm 70, 7, 70 rồi 68, 69, 67, 66. Hoặc là lớn chút là phải có những người phải đi thanh niên xung phong, có những người phải đi làm những cái công việc mà gọi là trước đó không ai nghĩ tới là sau 1975 mình nó phải cơ cực đến như vậy, và nó thiếu thốn đủ mọi bề. Thì cũng nhân ngày hôm nay review cái bánh trung thu này, cũng nhớ tới một cái câu chuyện ngày xưa cách nhà của Sinh Dị 6 căn có một cái ông cán bộ đó, mọi người biết không, người ta biếu á, mùa mùa bánh trung thu này ta biếu đến độ mà để móc luôn á mọi người. Và luôn luôn những cái hộp bánh nó có những cái phong bì để mà xin được những cái chữ ký để mà làm cái này làm cái kia đó. Rồi hàng xóm của Sinh Nhì luôn nói là trời ơi, kẻ ăn không hết, cả lần không ra. Và đối với Sinh Nhì, kỷ niệm tuổi thơ là một cái gì đó mà càng lớn tuổi thì Sinh Nhì càng nhớ. Thì chia sẻ với mọi người hôm nay, trong cái xã hội chúng ta bây giờ nó có nhiều cái khó khăn. Giống như bây giờ ở Việt Nam mà Sinh Nhì nghe bạn Sinh Nhì nói là đi đâu là phải có giấy phép, đi đâu là phải có giấy chứng nhận. Tự nhiên làm Sinh Nhì nhớ lại cái thời kỳ mà bao cấp, đi về quê xách chừng 10 kg gạo cũng phải có giấy chứng nhận của phường. Cái thời mà ngăn sông cấm chợ phải không mọi người. Nhưng mà tất cả rồi nó cũng sẽ qua. Thì Sinh Nhì cũng nghĩ như vậy. Thì những cái gì mà trong khốn khó nhất mà chúng ta đã chịu đựng được thì bây giờ những cái mới đây nó không làm một cái gì hết mọi người. Thì Cindy thấy cái clip ở đây thì nó cũng cũng dài rồi, và Cindy xin ngừng cũng cầu chúc cho mọi người giữ gìn sức khỏe, được an lạc và được may mắn trong gia đình của chúng ta. Dù gì đi nữa thì hy vọng rằng sau cái mùa dịch này mọi người sẽ trở lại có cuộc sống bình thường và chúng ta lại quây quần được hưởng những trà, những cái bánh và những cái kỷ niệm mà tuổi thơ mà mỗi người chúng ta không thể nào quên được. Tới đây thì video đã hết, thì xin hẹn lại mọi người trong những cái clip sau. Kính chúc mọi người vui vẻ và có được một cái mùa trung thu như ý. Chúng ta sẽ có vaccine đầy đủ và chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất là bình thường. Thân ái kính chào, I love you.